Nguyên liệu chính thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau nhé. Đầu tiên là giấy nhún này, mình làm giấy nhún màu hồng nhạt này. Và đây là màu hồng đậm và màu hồng nhạt. Thực ra là nhìn trên clip thì nó hơi giống màu trắng đúng không ạ? Nhưng mà thực ra đây là màu hồng nhạt đấy. Và màu hồng này thì đậm hơn một chút. Các bạn có thể kết hợp nhị thì chúng ta làm màu đậm hơn, còn lâu cánh bên ngoài thì chúng ta sẽ làm nhạt hơn một chút nhé. Chúng ta cần băng keo sáp màu nâu này, kéo này, kẽm cành, lá hoa hồng giả, hoặc là các bạn có thể tự làm lá hoa hồng cũng được nhé. Giấy vệ sinh chúng ta sẽ dùng để làm độn cành. Còn bạn nào mà làm được cái mua được cái cành to hơn thì các bạn không cần làm độn nhé. Súng bắn keo này. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Thì mình sẽ để gọn những cái nguyên liệu mà chúng ta chưa làm đến ra bên ngoài. Cái này tạm thời sau đi. Đầu tiên chúng ta cắt cánh thì các bạn cắt chuẩn bị cho mình hai mảnh giấy nhún kích thước như thế này. Kích thước là 4 x 6 cm. Mảnh đậm và mảnh nhạt thì hai mảnh nhỏ này kích thước bằng nhau nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cánh. Các bạn có thể để ý cái số lượng cánh mà mình đặt ở đây nhé. Các bạn cắt chéo này. Đây, cái hình như thế này khi chúng ta cắt xong. Còn đây khi mở ra chúng ta sẽ được hình như thế này. Cánh to bên ngoài cùng thì chúng ta làm kích thước 5 x 6 cm. 5 là chiều rộng này, còn 6 là chiều dài. Các bạn cũng cắt tương tự với giống như cái cánh nãy mình cắt nhé. Bây giờ hơi ồn vì mình chuẩn bị hơi lâu nên là làm ở buổi chiều khá là ồn. Đây là cánh to, đây là cánh nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ uốn cánh nhá. Đây các bạn dùng kéo nhá. Các bạn trước tiên là chúng ta sẽ kéo giãn cái phần đầu này ra. Các bạn biết tại sao phải kéo như thế này để lát nữa chúng ta làm cái phần cánh này đấy thì nó sẽ đỡ bị cái vân của giấy nhé. Theo mình thì mình nghĩ thế, còn bạn nào mà không muốn làm như vậy thì các bạn có thể làm theo cách của mình đều được nhé. Sao mình không lấy nét được nhỉ? Kệ đi. Chắc là các bạn quay không biết các bạn có nhìn rõ không. Mình kéo giãn cánh ra một chút, sau đó thì chúng ta sẽ dùng kéo vuốt cong nhé. Cong cánh như thế này. Nhìn rất là mịn giấy và không nhìn thấy vân giấy nữa đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm bụng cánh này, các bạn kéo giãn như này. Kéo cả phần rìa luôn nhé. Tương tự với những cánh còn lại thì chúng ta cũng làm như vậy.
nhẹ tay một chút nhé, không thì nó sẽ bị rách ấy. Vì mình trong quá trình làm thì mình cũng làm rách rất nhiều. Vì cái giấy Trung Quốc này ấy, nó cái độ dai của nó thì không bằng giấy Hàn và giấy Ý ấy, cho nên là rất dễ rách. Nên các bạn nhẹ tay một chút nhé. Đây. Các bạn có thể để ý đây là cái số lượng mà mình làm cho một bông hoa nhé. Các bạn có thể thêm bớt tùy ý hoặc là làm như thế nào cho các bạn cảm thấy bông hoa nó vừa như mình mong muốn là được nhé. Ở đây mình làm là 5 cánh lớn ngoài cùng này, 8 cánh phía trong, phía giữa và 11 đến 12 cánh ở bên trong cùng nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm phần nhị hoa. Thì các bạn dùng cho mình giấy vệ sinh này, các bạn kéo tầm khoảng 4 đây, các bạn lấy tầm giấy vệ sinh dài tầm như thế này, khoảng hơn 2 găng tay nhé. Các bạn dùng keo nến ở đầu, đặt chéo như thế này, ở cái góc như thế này, các bạn gấp lại, các bạn cuộn theo như mình này, sao cho tạo thành một cái hình ở đầu như thế này. Tùy nhá, các bạn muốn làm hoa to thì các bạn làm nhị hoa to thì các bạn làm to nhá, còn mình thì làm mình nghĩ như thế này là vừa rồi. Đây. Phần búp sẽ được như thế này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ghép cánh. Thì cái lớp trong cùng thì các bạn không cần phải uốn cong đâu, các bạn để như thế này thôi. Sau đó thì các bạn ghép keo ở hai bên như thế này. Đặt cao hơn cái nhị một chút. Tối quá nhỏ, các bạn như này có nhìn thấy không? Rồi. Tiếp với lớp thứ hai, với cái cánh thứ hai các bạn cũng làm tương tự. Phần này các bạn có thể dính keo hoặc là cắt bớt đi đều được. Okay. Thêm một lớp nữa nha.
lo lắng không quay clip nên hơi lúng túng. Có gì các bạn bỏ qua nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được đã được cái phần búp hoa như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm. Đây các bạn chỉ phết keo ở một bên thôi nhá. Còn bên còn lại thì chúng ta sẽ không phết keo. Đây các bạn đặt cao hơn cái nhị một chút. Các bạn đặt bằng 1/2 cái lớp cánh đầu tiên. Và phết keo vào phần giữa trở xuống. Chúng ta sẽ làm tầm khoảng 4 cánh nhé. Thì chúng ta dừng lại. Rồi bây giờ cái lớp cánh đầu tiên mà chúng ta không dùng keo, bây giờ chúng ta sẽ dán cố định lại nhé. Đó. Đây, chúng ta đã được cái phần nhị hoa rồi. Không hiểu sao dạo này máy mình quay cứ bị tối á. Nên là không biết là các bạn có nhìn rõ không. Mình chỉnh lại. Đây các bạn có thể nhìn kỹ cái phần nhị hoa, nó khi làm xong nó sẽ có cái dạng như thế này, kiểu như này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ làm thêm một lớp cánh nữa, cũng làm tương tự như cái cánh đầu tiên, lớp cánh đầu tiên. Chỉ gắn keo. Cao hơn một chút xíu nhá, mấy mm thôi nhá. Cái súng bắn keo này chả hiểu sao mình mua đắt hơn cái cũ mà chất lượng còn kém hơn cả cái súng cũ cơ. Dùng cứ bị thừa keo và tốn keo lắm. Theo mình thì các bạn cứ mua cái súng khoảng 60.000 ấy là dùng cũng ok rồi ấy. Súng này mua đắt hơn mấy chục nghìn mà chả thấy dùng thích hơn gì cả. Keo cứ dính lung tung ra cả tay, bẩn ơi là bẩn ấy. Mà còn bị bỏng nữa cơ. Đây các bạn đã thấy ra được cái phần nhị hoa rồi đúng không ạ? Phần cánh con thừa thì mình dùng, các bạn dùng 11 cánh là ok nhé. 3 cánh cho lớp nhị đầu tiên, 4 cánh cho lớp thứ hai và 4 cánh tiếp theo cho lớp thứ ba. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm thêm cái lớp cánh ở bên ngoài này nhé. Các bạn có thể làm nhiều hơn với cách làm tương tự. Thấp hơn một
cao thấp hơn một chút xíu xíu thôi nhá. Ở cái phần lớp cánh màu trắng, màu màu hồng nhạt ở ngoài cùng thì các bạn cho keo tầm khoảng một đoạn ngắn ở dưới đây thôi nhé, đừng cho keo lên cao này. Có tí ý thức nào luôn. Mở cổng thì rõ là to. Tiếp được một lớp nữa rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang lớp tiếp theo. Các bạn cũng làm tương tự. Nhưng mà cho keo nó ít thôi nhá. Thấp. Gắn lớp cuối cùng là chúng ta sắp hoàn thiện bông hoa rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ gắn lớp cánh cuối cùng nhá. Ở lớp cánh cuối cùng này các bạn gắn ở phần dưới này cho mình. Và thấp hơn cái lớp cánh chúng ta đã ghép. Thấp hơn một chút để tạo cảm giác nở ấy. Bông nở xòe. Đó, chúng ta đã gắn được lớp cánh cuối cùng là gần như hoàn thiện được bông hoa rồi, giờ chỉ còn làm thêm đài và gắn lá giả vào nữa thôi. Và chúng ta đã làm xong rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy bông hoa mình vừa mới ghép cánh xong. Phần nhị này á, tại vì mình làm cái lớp bên trong ấy nó hơi bị mình hơi hơi dính nhiều keo quá và cho các lớp cánh nó sát vào nhau quá cho nên là cái cánh nhìn lớp bên trong ấy nhìn nó không được đẹp lắm. Các bạn lúc mà các bạn làm ấy các bạn khéo tay chỉnh cho sao cho nó sát vào cái phần nhị đầu tiên ấy.
phần búp đầu tiên ấy thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Không hiểu sao mình làm cứ lúc quay thì mình lại không làm được, kiểu trình độ hên xui ấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần dài nhá. Đây các bạn lấy một ít giấy nhún với mình. Các bạn nhún phần phần đài của hoa hồng, phần dưới này thường là nó sẽ rất, nó hơi phình to một chút. Các bạn nhún nhiều giấy vệ sinh để tạo phần đài giả ấy. Vì cái kẽ này của mình nó hơi nhỏ và cái cánh mình cắt nó không to, và phần dưới mình cắt nó cắt bớt đi ấy, cho nên là nó không ra được cái phần đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đến phần giấy 7x7cm này, các bạn cắt phần đài nhé. Các bạn gấp thành 5. Các bạn cắt tạo hình. Các bạn cắt phần đầu cho nó nhọn nhé, để chúng ta tạo cái phần râu. Đây, sau khi tạo xong chúng ta sẽ được cái này, chúng ta sẽ cần xoắn nhẹ. Các bạn trở ra. Và dùng tay tạo cái bụng phần đài. Ôi chết rồi, thôi xong. Thôi mình làm tượng trưng thôi nhá. Mình chuyên phá game kiểu đấy đấy. Ở đây mình cắt thì có 5 cái thôi. Các bạn cắt tầm khoảng mình cắt có 4 cái, các bạn cắt tầm khoảng 5 cái nhá. Các bạn bây giờ chúng ta sẽ độ giấy. Làm cho cái thân hoa nó to hơn. Bạn nào mà không thích độn hoặc là có thể có cái cây kẽm nó to hơn rồi thì không cần thiết đến cái bước này nhé. Băng keo sáp cuốn lại. Rồi lại tiếp tục cuốn cái giấy vệ sinh, giấy đa năng. Cuối cùng là chúng ta sẽ cuốn thêm cái băng keo sáp ở phía ngoài. Các bạn có thể cho thêm cái lá nữa nhá. Nhưng mà tại vì mình chắc quên rồi nên là bây giờ mình sẽ phải gắn kiểu này.
đây là bông hồng mà chúng ta mới làm xong, vừa làm xong. Mình vừa hướng dẫn các bạn làm xong. Cái lá mình để nó hơi xấu. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây là thành phẩm chúng ta vừa làm xong một bông hoa hồng. Cái phần đài này mình làm hơi bị lỗi nhá. Bạn nào làm lại thì làm cho nó đẹp một chút nhá. Đừng làm theo mình. Đây. À, với cái cách hướng dẫn này là thì hy vọng là các bạn sẽ làm được bông hoa hồng cũng như nhá. Thực ra là có nhiều cách để làm giống hoa thật lắm. Tuy nhiên là không hiểu sao mình hướng dẫn thì cứ đến lúc làm hướng dẫn thì nó lại bị thành ra xấu như thế này. Hy vọng các bạn có thể làm theo cách của mình và có thể tham khảo thêm một số cách làm hoa hồng khác để có thể hoàn thiện được cái bông hoa hồng giống sao cho giống thật nhất nhá. Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong việc làm handmade, nhất là làm hoa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nhé.